nếu bạn muốn gây ấn tượng với boss của mình, nếu bạn muốn gây ấn tượng với một buổi hẹn hò và ngay cả bartender nữa, thì tại sao không order món cocktail này? Cocktail đã xuất xứ từ rất là lâu đời ở nước Ý. Negroni được phát minh ở cà phê Cassone, Florence, Ý vào năm 1919. Được cho là một thức uống khai vị, nhưng thật ra Negroni là một cocktail với sự hòa quyện, cân bằng và sự đơn giản. Có thể nói, ngay từ ngụm đầu tiên các bạn sẽ cảm thấy rất là ngọt, nhưng mà Negroni là một sự tổng thể của ngọt, nồng và đắng. Hào đang đeo một cái Negroni pin ở đây. Đây là tượng trưng cho Negroni Week đang trải rộng khắp nước Mỹ từ thứ hai đến chủ nhật này, thì tất cả những cái nhà hàng hoặc là những quán bar nào mà có tham gia vào chương trình Negroni Week được sponsor bởi Campari thì họ sẽ cho cái nhà hàng đó đưa cho khách hàng của họ một cái pin khi mà khách hàng order cái Negroni. Đây là một điều rất là thú vị, và vì thế đó là lý do tại sao mà hôm nay là Hào sẽ hướng dẫn các bạn làm cocktail Negroni. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đến với Mix It Up cùng Negroni. Để pha chế được Negroni, chúng ta chỉ cần 3 thành phần đơn giản như sau: gin, Campari và sweet vermouth. Và những dụng cụ của bar chúng ta cần sẽ là mixing glass, bar spoon và shaker. Có nhiều cách sẽ tạo ra được Negroni, nhưng mà Hào sẽ hướng dẫn các bạn với Equal Parts Negroni, có nghĩa là 3 phần bằng nhau. Có những bartender khác họ sẽ làm nhiều hơn về phần gin, nhưng mà Hào lại không thích như vậy. Nhưng mà Hào nghĩ là Equal Parts sẽ là đem lại cái hương vị của Negroni tốt nhất và ngon nhất. Với thứ nhất, chúng ta sẽ cần 1 ounce gin, 1 ounce sweet vermouth và 1 ounce Campari. Campari có thể hiểu là orange liqueur, nhưng mà thật sự Campari xuất xứ từ Ý. Nó thuộc liệt vào hàng Amaro, nhưng mà lại là một Amaro aperitif, có nghĩa là rượu khai vị. Thì ở đây thì họ sẽ nói thêm về Campari vào cái bài tiếp theo. Ice, ice spoon. Và đây là bài đầu tiên mà Hào hướng dẫn cách stir cocktail. Đây là một loại stir cocktail, không phải là shake. Stir có nghĩa là mình khuấy cocktail, đúng không? Thì rule đầu tiên sẽ là các bạn cầm cái muỗng khuấy như thế này, để vào ly. Và khi khuấy các bạn không nên tạo tiếng động, khuấy thật nhẹ nhàng. Và khuấy bao lâu thì đủ? Các bạn chỉ cần đếm 1 đến 15. Như vậy là đủ rồi. Negroni sẽ được serve ở trong bucket glass, hoặc có thể gọi là old fashioned glass, là dạng như thế này. Và ở nhà hàng thì họ có big rocks, có nghĩa là loại đá bự, không phải là đá nhỏ. Lý do tại sao mình dùng đá bự? Đá bự sẽ giúp cho cái cocktail của mình nó hòa tan với đá lâu hơn là loại như loại đá nhỏ, và giữ cái vị kéo dài hơn trong các loại cocktail. Cũng như là Negroni là một sipping cocktail, có nghĩa là các bạn sẽ nhâm nhi chứ không phải là uống một ngụm lớn, nên đá bự sẽ rất là phù hợp với loại thức uống này. Sau đó chúng ta dùng strainer. Ở đây mình không cần dùng double strain tại vì mình không có shake, nên sẽ không có những phần đá bể ở trong cái mixing glass này, nên mình chỉ cần dùng một cái strainer là đủ rồi. Về phần garnish thì Negroni sẽ được garnish với một vỏ cam bào mỏng, là orange, gọi là orange peel. Thì ở bài này cũng sẽ là cái bài mà Hào hướng dẫn các bạn làm sao để mà peel cái orange này mà không có bị vô tay. Thì khi mà cầm á, các bạn nhớ cầm orange cho chắc như thế này,
và mình để cầm cái đầu Pills của mình thì sẽ để lên đây, và khi mình Pills mình sẽ Pills xuống hướng cái khuỷu tay của mình, chứ đừng có Pills ngang vậy sẽ vô tay, nhờ các bạn lỡ chớ. Ok, rồi khi mà vừa Pills thì mình chỉ vừa xoay cái cam là được. Thì khi mà nếu mình có lỡ chớn á thì mình sẽ lỡ chớn ra ngoài, chứ mình không có lỡ chớn vô tay của mình thì sẽ bị đứt tay. Và để cho cocktail của mình nó nhìn đẹp hơn á thì Hào nên khuyến các bạn là khi mà các bạn peel xong á, các bạn nên cắt cái peel của mình cho vuông góc. Cắt cái peel của mình cho vuông góc thì nó sẽ đẹp hơn với các cocktail của mình. Và cái peel của mình nó đã vuông góc như thế này, rất là đẹp mắt. Và khi mà garnish với những tất cả các loại peel thì các bạn nên nhớ là trong mỗi một cái miếng vỏ như thế này nó sẽ có cái hương tinh dầu. Thì mình muốn cái hương tinh dầu nó lan tỏa trên cả một cái cocktail này thì các bạn nhớ là mình phải bóp nó vào cái cocktail như thế này. Và mình không quên là đi một vòng và mình twist cái peel này là đẹp rồi. Thả xuống. Chúng ta đã có Negroni. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử nhé. Cảm nhận đầu tiên sẽ là một vị ngọt, sau đó nó sẽ tới đắng. Và thật là đắng, như nếu các bạn mà để ý thì như là uống nước đắng ở ở Việt Nam. Nhưng mà đây là một loại rượu, tại vì Campari nó rất là đắng nên nó sẽ làm cho cái taste, aftertaste, có nghĩa là cái vị mà ở giữ lại cái lưỡi của mình, nó là một vị đắng. Nhưng mà đây là một loại cocktail mà sẽ là rất là giải nhiệt và giải khát cho ngày hè, cũng như là một loại cocktail mà rất rất nhiều người yêu thích. Và cũng như mọi lần, nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe có phải màn hình, chia sẻ rộng rãi và cũng như để lại những comment, những ý kiến mà các bạn muốn dành cho Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Mix It Up.